Flex cho các bác một địa điểm vui chơi cực đẹp vào dịp Noel và Tết này mà lại ngay trong thành phố Hà Nội, chỉ cách Hồ Gươm có 15 phút di chuyển thôi nhá. Ủi ôi, ở đây chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp liền. Hai mẹ con cháu đang lạc trong vườn hoa rực rỡ sắc màu đây này. Vườn hoa này rộng hơn 50.000 m2, bạt ngàn thoa sức cho con vui chơi, lại còn được khám phá thiên nhiên nữa cơ. Giá vé cũng cực kỳ hợp lý nhá, chỉ có 70k một người lớn, bé như Ben thì được free. Nhiều vườn hoa khác mình đi chỉ thấy có mỗi hoa thôi, mà ở đây còn nuôi cả cừu nữa nên là các bạn nhỏ thích lắm. À, còn có một cái điểm này mà mình rất là ưng ý, ở đây họ cung cấp cả lều trại cho các gia đình camping tại chỗ, xong rồi có cả dịch vụ ăn uống luôn nha. Buổi tối trời lại lạnh, ăn đồ nướng ở đây cứ gọi là ngon nhất cái nách. Khu barbecue trong này đang có khuyến mãi hết Noel đấy cả nhà. Set thịt bò này là mình được tặng khi mà gọi combo 200k một người. Giá rổ cũng hợp lý mà đồ ăn tươi ngon phết. Ngoài đồ nướng cho bố mẹ thì còn có cả đồ ăn như là pizza này, gà rán, khoai tây chiên cho các con nữa nha. Các bác nhìn tốc độ ăn của cháu Ben là biết đồ ăn ngon như nào rồi đấy. Ăn chơi quần quật thế mà đã hết chương trình đâu. Buổi tối ở đây nhá, còn có cả sân khấu nhạc live nữa cơ các bác ạ. Đêm Noel và cả dịp Tết dương lịch, ngoài âm nhạc sẽ có trình diễn ảo thuật cho các con nữa đấy. Nếu mà không vào dịp lễ thì ở đây cũng tổ chức nhạc sống vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Tội gì mà không ghé The Meadow Bistro and Camping ngay dịp này các bác nhở.